Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 6 tháng 9 và ngày 7 tháng 9. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với cơn bão số 3. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nên nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, ngoài khơi sóng cao từ 2 đến 4 m, biển động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m50 xuất hiện lúc 5 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, thấp nhất âm 1m15 xuất hiện lúc 0 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m97 xuất hiện lúc 21 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, thấp nhất 0m89 xuất hiện lúc 5 giờ ngày 7 tháng 9. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.